Xin chào các bạn. Đây là ngôi làng Tắc Lan của thôn 3, xã Trà Linh. Ngôi làng này có độ cao là khoảng 1.600m so với mặt nước biển. Đây, bây giờ đây, núi đây. Đây là vùng trồng sâm Ngọc Linh Tết trên này đây. Con đường đang mở lỡ giữa, các bạn đã thấy mờ mờ đấy. Bây giờ là 3 giờ chiều nhưng mà khí hậu trên này là mù. Đây là ngôi làng tỷ phú, những ngôi nhà ở đây xây là trên 1 tỷ đồng. Đây là đài phát thanh. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong làng để xem. Các bạn gà lưới biển 10 người ta dùng để mà rầu vườn sâm, chống trộm và chia ranh giới ra. Đây đây là cây sơn tra. Đây, sơn tra ở Tây Bắc người ta gọi là tấu mèo, nhưng đồng bào đây gọi là cây sơn tra. Cây này cũng vài chục năm rồi, rất to, quả năm nay có quả rất nhiều rồi. Quả xa quá đấy. Đây, mọi người thấy đấy. Này, giữa làng đây, điện đã lên tận nơi, những ngôi nhà rất đẹp, tất cả là nhờ cây sâm Ngọc Linh mà thủ tướng vừa rồi gọi là bảo vật của quốc gia đấy. Đây, bà con đang xây dựng những công trình trong làng. Hiện nay trong làng này có hơn 10 người đăng ký mua ô tô, và một số người hiện tại ngay thời điểm này là đang đi học lái xe ô tô ở dưới đồng bằng. Đây, bà con mua vật liệu để làm nhà, cửa sắt, tường rào, ống ngõ, gạch men. Nhà này giờ chúng ta sẽ thăm ngôi nhà của ông. Hình ngôi nhà này dùng để làm nhà kho, chứa vật liệu xây dựng rồi đồ ngon, rất đẹp. Đây, chỉ có tiền từ cây sâm Ngọc Linh bà con mới làm được những cái ngôi nhà thế này. Đây là những cái ché, ché để nấu rượu cần. Đây là nhà của dân làng. Đây, nhà vệ sinh rất đẹp. Đường rào cổng ngõ rất đẹp. Đây, gạch block lót tầng nơi. Xin chào. Lót gạch hả? Rửa để chặt củi. Mà rửa để chặt củi. Đang làm nhà hả? Vâng, đây các trẻ em xây nhà anh đây đó hả? Anh Hình. Đây là anh Hồ Văn Hình, một tỷ phú trồng sâm Ngọc Linh. Anh xây cái nhà đó hết bao nhiêu anh Hình? Không nhớ nữa, một cái nhà là tỷ bảy đó. Tỷ bảy hả? Dạ, một cái. Đó là chỉ xem nào, lại anh Hình, lại đây. Đó, nhà kia, nhà xong rồi, là nhà bên kia là tỷ bảy. Nhà tỷ bảy, còn nhà này? Chưa xong lắm mà. Chưa xong mà. Chứ hôm nay sao không thấy thợ xây dựng? Nghỉ hả? Mai họ lên lại. Mai lên lại. Anh Hình làm nhà này là 1 tỷ, cái nhà này bao nhiêu? Chưa sang. Họ chưa sang làm. Cái kia là cái nhà này là 1 tỷ bảy hả? Cái nhà mới xong rồi đó. Một cái nhà bên này 1 tỷ bảy hả? Nhà này phải không? Nhà này 1 tỷ bảy. Rồi lại xem cái nhà 1 tỷ bảy của anh Hình. Đây là ngôi nhà đang xây dựng này, nhà Lào rất đẹp. Đây, bây giờ chúng ta là xem ngôi nhà 1 tỷ 700 triệu đồng của anh Hồ Văn Hình. Là mới có tiền xây nhà không hay là đã trang trí bên trong nữa? Không, chưa tính. Chưa hả? Chưa tính trong nhà hả? Đây, ngôi nhà 1 tỷ 700 quá đẹp. Đã có trang trí điện rồi.
Đây, mấy phòng anh, nhà mình được mấy phòng? Cái nhà này được 2 phòng. 2 phòng. Mà xem nào, xem phòng kia nào. Hiện tại là mới vừa làm xong cho nên là vừa mới làm xong đấy. À, đây. Đây, được phòng này. Đã rất là phòng. Mà nhà này 1 tỷ 7. Dạ. 1 tỷ 7. Rồi, rất cảm ơn. Rồi, bây giờ ra lại. Anh làm mấy cái? Nghe nói ba cái nhà hả? Hả? Anh làm tổng cộng mấy cái nhà? À, 4 cái nhà luôn. 4 cái. 4 cái nhà, đó nhà giường, nhà bếp đó họ cũng họ làm đó. À. Họ lọc lên ở dưới. Mà sao làm nhiều nhà thế? Hai. Đông con quá. Đông con quá. Đông con. Đông con. À. Thế bữa trước học lái xe ô tô rồi, bao giờ mua ô tô? Chắc sang năm á. Sang năm mua à? Dạ. Anh mua ô tô chi? Nếu không bằng tay thì xe con gì đó. À, bảy rõ nữa. Bảy chỗ hai cào chứ mình mà. Quá, tất cả là nhờ cái Sâm hết đúng không? Đúng rồi. À. Tất cả nhờ cái Sâm hết. Đó vừa mới bán hồi nãy đó. Đó, vừa bán hồi đó. 9 kg hả? À? Mới bán 9 kg Sâm à? Dạ. Hết bao nhiêu được bao nhiêu tiền? Một cân là 50 triệu chứ mấy. Một cân 50 triệu. Dạ. Sâm giống. À, sâm giống. Sâm 2 3 năm tuổi. Sâm 3 năm. À, mới 3 năm là cân 50 triệu. À, là bán được đến ba hôm mới làm rồi cho nên à nhanh. À, đây là lá sâm. Lá sâm á. À, lá sâm. Lá sâm với mua sang ngọt rất là đây. Tư dược á. Và chị bông á. À, tư dược mua ha. Rồi rồi. Đây là lá sâm, cây sâm Ngọc Linh. Một cây 2 tuổi như thế này là bữa nay bao nhiêu tiền anh Hạnh? Không biết nữa, bởi vì bữa nay là bán ký à? Căn ký. À, 50 triệu một ký. Cái 2 tuổi, sâm giống. À, dạ. À, vậy thì bà con mình tất cả đều nhờ cây sâm này mới có những ngôi nhà này đúng không? Ừ. Không có sâm thì không có sâm, không có sâm thì không bao giờ có nhà. Không có nhà đó. Rồi bây giờ cuộc sống là đỡ thay rồi, nhờ cây sâm này. Thì cần làm nọ thôi mà cần nhà. Dạ, nhờ cây sâm này mới có nhà đây, nhờ cái này. Còn nhà thì có sớm. Ừ, có nhà. Bây giờ làm 4 cái nhà. Đông công quá làm chiều nhà để ở. Đây cô, đây con cầm cái lá này. Đây. Ngôi làng Tắc Lan rất là đẹp. Từ đây mà buổi sáng tinh mơ là mặt trời mặt về hướng ở nơi đây. Bên đó bà con trồng sâm từ để nó lấy tuốt ngọn sao này luôn. Còn cái nhà bên kia là của ai? Nhà này là của ai? Viêm. Viêm, nhà anh Viêm sai hết bao nhiêu tiền? Không biết. 1 tỷ 3. 1 tỷ 3. À. 1 tỷ 3 cái ngôi nhà đó. À. Cái nhà kia là nhà cũ của anh mà. Phải, nhà anh ta bộ lôi chưa đó. Anh ta à. Đây, có tường rào công ngõ đầy đủ hết. Yeah. 1 tỷ 3 ngôi nhà này các bạn. Như vậy thì cái ngôi nhà đơn sơ này chắc sẽ nhiều tiền hơn. Đây, nhà này này 2 tầng các bạn xem đây. Nhiều tiền hơn. Giữa núi rừng Ngọc Linh thế này mà có một cái ngôi nhà những ngôi nhà Lào thế này. Rất là phú quý. Tất cả là nhờ cây sâm. Không có cây sâm thì không bao giờ có những ngôi nhà đúng không? Không có sâm xe con nhá. Đúng rồi. Bây giờ bà con làm nhà thế này là nhà xây để mà không có dùng gỗ nữa, là không có động đến rừng nữa. Vì người ta trồng sâm là phải giữ rừng mới trồng sâm được. Đấy, đúng không chị? À, phải làm nhà thế này kiên cố hơn. Ở mát mẻ hơn. À, rồi. Dạ mời anh uống nước. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, dạ rồi.
Bà con dùng xe bón tẻ rất là xịn để mà chở gạch mang lên làm nhà. Đấy, còn đó chưa? Chỉ có nôm Trà My mới làm kiểu này, vùng sâm Ngọc Linh. Đấy, xe bón tải để chở gạch mang lên. Xe rất mới. Cái xe này mua bao nhiêu? 900 hả? Mua cái xe 900 triệu để mà chở gạch mang. Chở gạch mang đây, gạch mang gạch block chứ không phải gạch mang nữa. Đấy, chở gạch mang đây, gạch mang. Đây làm nhà. Đây. Các bạn thấy chưa? Chỉ có vùng sâm Ngọc Linh này mới có những chuyện lạ như vậy. Đây. Đây bà con chạy đó tại chỗ làm nhà luôn. À. Ban ngày ở làng Tắc Lăng rất đẹp. Này. Nhà anh Hình đây, nhà đang xây đây. Đây là vùng núi Ngọc Linh. Vậy mà đi xem lần. Những ngôi nhà Lào bằng gỗ ngày xưa, hai tầng, đẹp, tuyệt vời. Xe win trên núi này là chỉ có xe này là chạy mới tốt thôi, khỏe. Nhà này bây giờ không ở nữa, chạy đó tại chỗ làm nhà luôn. Làm công trình gì đây anh? Nhà vệ sinh hả? Nhà vệ sinh size to cái đấy, biết mấy chủ nhà ân nữa. Cái này bao nhiêu đây? Trị giá bao nhiêu? Hả? Cái nhà này trị giá bao nhiêu, nhà vệ sinh này? Không biết á. À. Này làm công trồng cường mà. À. Cái này chắc cũng mấy trăm triệu rồi. Hả? Đổ kiểu này chắc cũng mấy trăm triệu rồi. Cho trồng cường nhận với anh Tòa mà không biết. À. Nhà anh Tòa đó hả? Xây bằng đá không? Cái này bỏ gạch ít này. Đó. Kiên cố quá. Như bèn cái nhà người ta ở rồi. Dưới quê là nhà đúng. Kia là ô cá à? Con nuôi cá. Không có sâm thì làm gì mà có những cái công trình như thế này. Không gì có. Ừ. Tất cả nhờ sâm hết này. Quá đẹp. Cái này cái sâm mà. Đúng. Mình có đài mình cái sâm. Nhà này hả? Của nhà này hả? Ê, họ thử làm nó bao nhiêu?
phơi lúa ra nữa. Lúa, lúa rải. Lúa này ăn rất là ngon. À, gà, vịt, gạch. Nhà sàn của đồng bào đây. Đây là rượu cần. Rượu cần đây uống hết rồi hả? Dạ. Ủa rồi hả? À, đây là cái nơi thờ cúng của người Sê Đan ở đây là tình. Người ta trang trí rất đẹp. Đấy. Làm báo đó hả? Dạ. Đây. Bếp. Thuốc lá hả? Phơi thuốc lá hả? Thuốc lá. Đây là một cái hũ rượu cần. Rượu cần này hết rượu rồi hả? Còn hả? Ừ. Làm nhà mình làm cái công trình vệ sinh hết bao nhiêu tiền? Hình như là tầm 120 triệu. 120 triệu. À. Đây, họ nhận hay lo cho mình 120 triệu hả? À, các bạn thấy một cái công trình vệ sinh là 120 triệu. Quá kinh khủng. Ở làng mình ai cũng làm như vậy hết đó hả? À. Đây là những cái giỏ này đựng dây này. Đựng cái dây này mẹ, vào. Có gì này không? Cái teo đây mà có gì này, không có gì à. Đựng lúa à. Đang rất đẹp nè, à, các bạn thấy không? Có những đôi tay khéo léo, cái này phụ nữ đang hay là đàn ông đang? Đàn ông đang à, đàn ông gì đó, đàn ông người Sê Đan mình là à, đấy là đàn ông mình là quá khéo tay rồi, rất đẹp. Về cuộc sống đổi thay rồi. Đây, thuốc lá này là mình để cho nó khô rồi mình giả bột ra hà, mình ăn ngậm chứ không phải ăn nữa. Người ta ngậm, người Sê Đan là người ta không hút thuốc. À, người ta ngậm và người ta phun. Đúng rồi, thuốc lá là chống bệnh sâu răng, nó làm cho con sâu răng nó bị chết. À, cho anh câu đi học mới về hả? Thằng lớp mát rồi. Ba. Lớp 3 rồi. Công trình đây là 120 triệu. Dạ, 120 triệu. Đây là nhà vệ sinh 120 triệu đây. Quá kiên cố, làm thế này cứng cốp quá. Đổ luôn mà. Bàn cái móng nhà dưới đồng bàn rồi. 120 triệu ở dưới mình làm được cái nhà một chốc. À, làm được cái nhà rồi. Đổ trồng luôn luôn nữa hả? Giá thành nên chi cũng có hết trơn mà. Dạ. Một cái công trình vệ sinh không mà 120 triệu. Bên kia của anh Hình là một cái nhà cấp 4 là 1 tỷ 7. Chưa trang trí gì hết trơn, nội thất hết trơn á. Bây giờ đang làm tiếp một cái nhà 2 tầng nữa đó. Đấy đấy, nhà bên kia. Đó rồi. Nhà anh Hình làm giống 2 tầng nữa. Cái đó rồi. À, cái mà anh làm rồi là 1 tỷ 7. Cái này tỷ 7 hả? Cái mà bên đây nhá, bên cạnh đó. Còn cái đang làm đó là chắc hơn. Còn trái nhà thắt. Chưa trang trí, mới giá thành xây dựng không? Phần cứng không? Kinh khủng. Dưới mình đúng vậy chứ. Anh ở, em ở dưới Bắc Trà Mây à? Hay là... Dạ không, em ở chỗ đó huyện. Chỗ huyện Nông Trà Mây à? Dạ. Nó mạc bao đắng vô đây. Chụp, kiên chứ đó. Quá đẹp. Bây giờ bà con đây này xây nhà hết rồi. Lần lượt xây nhà hết từ xăm mà ra đây. Đã chạy đó hết trơn rồi. Bị xây. Đây. Trên này cũng làm nhà vệ sinh này nè. Kiên cố này. À. Đây là đường lần ở xóm ở lần. Chào anh bạn ơi. Học lớp mát rồi. Sao chạy thế? Chạy tốt. Đây. Làng Tắc Lăng. Làng tỷ phú của người Sê Đan. Một cái bờ kè như thế này, một bờ kè bằng đá như thế này thấp nhất là 300 triệu. Cao nhất là, như nhà anh Hình là làm 2 tỷ. Bạn thấy chưa? Xe máy vào tận làng. Đây. Đây. Bây giờ phía kia là người ta cũng đang xây dựng. Đây một ngôi nhà xây nữa.
để mà đưa những vật liệu đây nhé. Người ta dùng xe máy vận chuyển gạch xi măng. Bây giờ là nhà nước đã làm đường. Dưới kia là khu nhà kho. Đấy, kho chứa lương thực. Kho này. Đây. Người ta làm phong tục người sẽ đang làm cái kho là xa làng. Để mà rủi có hỏa hoạn thì nó còn cái lương thực gây dựng lại cuộc sống. Đấy, nhà xây đấy. Nhà này cũng 2 tầng. Xuống xem nhà này hả? Ban ngày mùa này bà con đi hết rừng sâm nè. Mùa này người ta đang thu hoạch hạt giống. Đấy. Đóng cửa mất. Đóng cửa mất rồi. Đấy, bể nước rồi nghiêm túc. Bờ kè này chắc cũng khá nhiều tiền đây. Này. Cây cà chua. Dụng cụ lao động người ta để này, cúc. Đang nấu cơm. Nấu cơm hả? Cái nó cơm, nó cơm trưa. Hôm nay hôm sau không đi học các cháu à, đi học mới về hả? À rồi, ra đây đã nghe à. Đây, những ngôi nhà bây giờ bắt đầu là khói bay. Bên kia các bạn thấy không? Nhà kiên cố rất đẹp. Đây, đây cũng là một ngôi nhà xây. Ồ, quá tuyệt vời. Lóc gạch men. Đấy. À, có tầng hầm như này nữa. Tầng hầm. Đám cửa mất, khóa cửa mất rồi. Hôm nay chủ nhà đi trồng sâm rồi. Đây. Cảnh vật rất tuyệt vời. Ngồi đây mà nhìn ra thấy núi non hùng vĩ. À. Đấy. Bên kia là những ngôi làng à, của người Sudan. Đây là làng Cơ Binh này. Đây là làng Mang Lùng à, rất đẹp. Rất đẹp, rất hiện đại à. Mặc dù hiện đại nhưng mà những cái nét phong tục truyền thống của bà con ở đây người ta vẫn giữ. Đây là củi, củi trong rừng đem về. Đây, người ta để trong nhà. Vì ở đây này là mùa đông rất là lạnh. Cho nên người ta phải dùng củi để đốt, ngủ nhà sàn này mới sưởi ấm được. Giống như bên Hàn Quốc người ta sưởi luôn cái nhà luôn. Nông thôn ở Hàn Quốc vậy. Đây, đây nhà sàn. À, cô bé dở gộ. Con giả đi. À, có xe đạp nữa hả? Đi học sớm thì đây là cái cối để người ta dỡ gỗ làm từ gốc cây. À, đa sắc màu xanh đỏ tím vàng. Ừ. Quá đẹp. Đây là những ngôi nhà mới à. Bà con cũng rất là sạch sẽ, đổ bê tông trắng lại cho nó gọn gàng. Này, con bé dở gạo. Đây, bên này là truyền thống nhà sàn của người Sudan. Các bạn thấy đấy, nhà sàn đây. Sàn. Đây, dưới này là sàn. Sàn đây, sàn là bằng tre. À, rồi. Bên này cũng một hộ gia đình nhưng mà nhà hiện đại. Người ta vẫn giữ được cái văn hóa truyền thống. Rất là tuyệt vời. Đây, đá bốc khói các bạn thấy chưa? Này.
đã bốc khói rất đẹp, khói nghi ngút. Giờ thử trong này nóng hay là lạnh này. À đó lạnh, sao bốc khói thế này, đó là đặc biệt nha, bốc khói. À, các bạn thấy đó bốc khói chưa, nhiều tảng đá thế này bốc lên để thành một những tầng mây khói rất đẹp. À, có cụ chào anh Bang. Ô nhà nhà lục sục sống nữa rồi dọn rồi chứ được không? Nhà này xây lâu chưa anh? Không ngói hả? Trời, nhà đây ngon rồi chứ lập sạch chi nữa. À, phòng ngủ à? Ở dưới tầng hầm nữa hả? Phòng khách ở đâu? Tầng hầm à? Phòng khách đi làm dưới hầm. Rồi để đi xuống tầng hầm. Đi xuống tầng hầm. Đi. Anh dạ. Chưa dọn. Chưa dọn hả? Rồi anh xuống trước đi. Đây nhờ anh Bàn trưởng trạm y tế. Quá đẹp. Nhà đây là em đi trúng rồi. Lúa đào. Lúa. Lúa là lúa rụng hay lúa rải? Lúa rụng. Nè. À, trống này. Ở dưới này là cái nhà kho của mình hay là nhà gì anh? Nhà phòng khách. À phòng khách. Đi đi làm phòng khách. Ừ. Chưa chưa đợi. Chưa xa. Anh xa. Nhà nào anh xa nhà này hết bao nhiêu tiền anh bạn? 1 tỷ 35 triệu, à 350 triệu. 1 tỷ 300. Kinh khủng hả? Quá đẹp. Anh bạn em mời. Từ đây nhìn ra khu đó, núi đó, dãy núi đó là trồng sâm Ngọc Linh. Chính những cây sâm mà đem về những cái nhà thế này. À, như vậy là các bạn vừa xem xong ngôi làng tỷ phú Tắc Lan ở thôn 3 xã Trà Linh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.